Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn toán lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối. Bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Mời các em mở sách giáo khoa trang 52, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, các em hãy quan sát xung quanh của mình xem có những đồ vật nào có dạng hình tròn. Các em hãy chia sẻ cùng với người thân, bạn bè về những đồ vật có dạng hình tròn nhé. Các em đã tìm được chưa? Chúng mình cùng nhau quan sát. Cô giáo giới thiệu với các em một số đồ vật có dạng hình tròn như sau. Đó là hình bánh xe đạp có dạng hình tròn. Hình chiếc đồng hồ có dạng hình tròn. Hình chiếc phao bơi cũng có dạng hình tròn. Đây là hình ảnh chiếc mâm có dạng hình tròn. Còn đây là cái thớt cũng có dạng hình tròn. Đây là cái đĩa có dạng hình tròn. Tất cả những đồ vật này đều có dạng hình tròn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về đường tròn nhé. Quan sát bức tranh cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì? À, các em ạ, chúng mình nhìn thấy các bạn trong tranh, bạn Nam thì đang vẽ, còn bạn Việt, bạn robot thì đang cầm chiếc compa đưa cho bạn Nam đấy. Chúng ta xem bạn Nam nói gì với bạn robot nào. À, bạn Nam đã nói mình dùng cái đĩa để vẽ đường tròn đấy. Đây là hình cái đĩa có dạng hình tròn. Còn bạn Nam dùng chiếc đĩa hình tròn này để vẽ một vòng xung quanh chiếc đĩa tạo thành một đường tròn. Như vậy, đường vẽ của bạn Nam bên ngoài chiếc đĩa được gọi là đường tròn. Còn chiếc đĩa được gọi là hình tròn các em nhé. Bạn robot đã nói gì với bạn Nam? Bạn robot nói, bạn hãy dùng compa nhé. Bạn robot đã khuyên bạn Nam muốn vẽ được nhiều đường tròn có kích thước khác nhau thì chúng mình cần phải dùng compa. Tức là compa là vật dụng trong môn toán học, đồ dùng để chúng mình vẽ đường tròn to, nhỏ, khác nhau thì chúng mình phải sử dụng compa. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát tiếp. Đây là đường tròn tâm ô. Từ tâm ô chúng ta vẽ ra một điểm bất kỳ trên đường tròn, ta sẽ được bán kính của đường tròn đó. Ví dụ như, từ tâm ô, cô vẽ một đoạn thẳng ra đến điểm, một điểm bất kỳ trên đường tròn, điểm này gọi là điểm M. Thì cô được đoạn thẳng OM. Và đoạn thẳng OM này chính là bán kính của đường tròn. Tiếp theo, chúng mình quan sát. Cô giáo kẻ một đường thẳng đi qua tâm ô, cắt đường tròn tại hai điểm, đó là điểm A và điểm B. Thì ta gọi đây là đường kính AB. Như vậy chúng ta đã biết được tâm ô, bán kính OM và đường kính AB. Ở đường kính AB chúng mình thấy là ba điểm thẳng hàng A, O và M. Từ điểm O đến điểm A bằng với từ điểm O đến điểm B, tức là đoạn thẳng OA bằng với đoạn thẳng OB. Do đó, O được gọi là trung điểm của đường kính AB. Vậy tâm O là trung điểm của đường kính AB. Đường kính dài bằng 2 lần bán kính hay bán kính bằng 1/2 đường kính đấy. Vậy các em hãy quan sát lên đường tròn tâm O và ngoài bán kính OM ra thì chúng mình còn có bán kính nào nữa? Đúng rồi, ngoài bán kính OM chúng mình còn có bán kính OA và bán kính OB. Như vậy chúng mình đã hiểu được
thế nào là tâm, thế nào là bán kính và thế nào là đường kính chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm qua một ví dụ. Đây là đường tròn tâm y. Các em hãy quan sát đường tròn tâm y và đọc cho cô giáo tên các bán kính có trên đường tròn tâm y này nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình chia sẻ cùng với người thân, bạn bè của mình nào. Các em chia sẻ được chưa? Chúng mình cùng nhau quan sát và lắng nghe cô giáo đọc các bán kính có trên đường tròn tâm y nhé. Bán kính thứ nhất đó là bán kính IA, bán kính IB, bán kính IC và bán kính ID. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ý B. Dùng compa vẽ đường tròn tâm O bán kính 2 cm. Chúng ta quan sát, cô giới thiệu với các em đây là chiếc compa, là một đồ dùng trong môn học toán. Và compa này chúng ta dùng để vẽ đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng compa để vẽ đường tròn tâm O bán kính 2 cm. Trước tiên ta phải dùng chiếc thước kẻ có chia vạch cm. Dùng chiếc compa để chúng ta đo độ dài. Đặt hai điểm, chấm hai điểm nhọn này vào 2 cm từ điểm số 0 đến vạch số 2 trên thước kẻ để chúng ta vẽ. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển compa đến điểm chúng ta cần vẽ. Đó là từ tâm O, chúng ta sẽ đặt một cái đầu của compa vào điểm tâm O. Còn đầu kia chúng ta sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Ta sẽ được đường tròn tâm O và với bán kính là 2 cm, tức là từ O ra đến một cạnh bất kỳ trên đường tròn thì chúng ta có độ dài là 2 cm, thì đó chính là đường tròn tâm O bán kính 2 cm. Như vậy các em đã biết cách sử dụng compa để vẽ đường tròn chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà các em vừa học được để chúng mình thực hành làm các bài tập nhé. Bài yêu cầu như sau: tìm tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn. Ở đây có hai hình tròn. Đây là hình tròn tâm O, còn đây là hình tròn tâm Y. Như vậy, chúng ta đã tìm được tâm của hai hình tròn. Dựa vào kiến thức mà các em vừa học được ở phần khám phá, các em hãy tìm bán kính và đường kính của mỗi hình tròn. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Các em nêu được chưa? Chúng mình cùng nhau quan sát. Ở hình đầu tiên, hình A, đây là đường tròn tâm O. Bán kính ở đây chúng mình quan sát được đó là bán kính OP, OM và ON. Đây là các đoạn thẳng cách đều. Còn đường kính ở đây chính là đường kính MN. Đường kính này chúng mình thấy có đoạn thẳng OM bằng với đoạn thẳng ON. Đường kính gấp 2 lần bán kính. Ở đây bán kính bằng 1/2 đường kính. Tiếp theo ý B. Đây là hình tròn tâm Y. Bán kính ở đây đó là bán kính IA và bán kính IB. Đường kính là đường kính AB. Chúng ta thấy là đường kính AB gấp 2 lần bán kính. Và bán kính thì bằng 1/2 đường kính. Còn ở đây chúng mình quan sát trên hình vẽ có đoạn thẳng CD. Không gọi là đường kính CD vì đoạn thẳng CD không đi qua tâm của hình tròn, cho nên không được gọi là đường kính. Bây giờ chúng mình cùng nhau quan sát một ví dụ tiếp theo. Đây là đường tròn tâm O. Các em cho cô biết đường tròn tâm O có bán kính là gì? Đường tròn tâm O này có bán kính là OE. Các em quan sát, cho cô biết EG có được gọi là đường kính không? Đúng rồi,
EG không phải là đường kính, vì ở đây chúng ta thấy là bán kính là EO mà đường kính phải gấp 2 lần bán kính, thì ở đây đoạn OG không bằng với đoạn thẳng EO, cho nên EG không phải là đường kính của hình tròn tâm O. Như vậy qua bài học vừa rồi, các em đã hiểu thế nào là hình tròn, thế nào là tâm, thế nào là bán kính và thế nào là đường kính của hình tròn. Các em hãy ghi nhớ để chúng mình vận dụng vào làm các bài tập sau này nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.